Cũng liên quan tới tình hình Trung Đông, giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục diễn ra ác liệt trong ngày hôm qua. Trong đó, Hezbollah thông báo là đã lần đầu tiên tấn công một căn cứ không quân của Israel tại thành phố Tel Aviv. Hezbollah xác nhận đã sử dụng thiết bị bay không người lái để lần đầu tiên tấn công một căn cứ không quân của Israel tại phía nam Tel Aviv. Đây cũng là vụ tấn công đầu tiên của Hezbollah nhằm vào căn cứ này. Bên cạnh đó, Hezbollah cũng cho biết là đã phóng nhiều loạt rocket nhằm vào một căn cứ tình báo cùng 5 khu vực dân cư đều ở miền bắc Israel. Trong khi đó, quân đội Israel thông báo có khoảng 80 vật thể của Hezbollah đã phóng vào lãnh thổ nước này, song không gây thương vong. Các cuộc tấn công của Hezbollah diễn ra trong bối cảnh Israel vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Liban. Giới chức y tế sở tại hôm qua cho biết đã có 19 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của Israel trước đó một ngày và nâng tổng số người thiệt mạng tại Liban kể từ khi giao tranh bùng phát cách đây hơn một năm lên 2.653 người, trong đó phần lớn là thiệt mạng những tuần gần đây.